Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình một buổi sáng thì đang có thời gian rảnh đây, thì bây giờ mình sẽ đi rửa xe. Thì mình sẽ cho các bạn coi cái cách mà họ rửa xe ở bên Mỹ này là như thế nào nha. Thì rửa xe bên đây thì toàn bộ đều là rửa tự động các bạn. Hiếm có những chỗ mà người ta rửa bằng tay lắm. Cho nên bây giờ mình sẽ đến cái chỗ rửa tự động để cho các bạn cùng xem nha. Thì mình chỉ có việc chạy vô, và sau đó mình sẽ trả tiền và mình sẽ chọn những cái menu nào mà mình muốn rửa. Đây, bây giờ mình sẽ vô và sẽ quay cho các bạn coi nhé. Đấy, bên trước mặt chúng ta là chỗ hút bụi các bạn. Chỗ này là hút bụi miễn phí nếu như mà các bạn rửa xe. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô cái chỗ rửa. Đây, nó có hai cửa này, mình muốn rửa cửa nào mình rửa. Giá là 8 đồng, 12 đồng, 16 đồng và 20 đồng các bạn, tùy theo mình lựa. Ok, thì bây giờ mình sẽ lựa đây. Choose your wash, mình rửa nào. Bây giờ mình rửa 16 đồng đi. Ok, và bây giờ mình sẽ trả thẻ nha các bạn. Trả một thẻ. Đúng rồi, ok, thẻ. Sau đó nó sẽ in ra cái receipt. Và cái cây nó sẽ dở lên cho mình coi vô các bạn. Để chế độ N nha các bạn, chế độ tự động. Đấy, họ có hướng dẫn mình nè, bỏ để chế độ N và bỏ chân ra khỏi thắng và không cần phải cầm ta lái. Và bây giờ trên kia thì nó có ghi cái bảng mình sẽ rửa những cái gì. Bây giờ thì nó sẽ hơi ồn chút nha các bạn, nhưng mà mình sẽ quay cận kẽ cho các bạn coi. Ở trên đây là cái này để chạy xuống để rửa cái kính của mình, kính phía trước. Nó hơi ồn tí, các bạn thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng nói thật to để cho các bạn nghe. Đấy, đây là những cái cây mà rửa bên hông nè. Đấy, các bạn thấy không? Có hai cây phía trước nè, nó đang chạy. Nó hơi mờ nha các bạn, tại vì bọt xà bông quá, mình không thấy rõ. Bên trên là cái hệ thống phun xà bông xuống. Đây nè. Đó, nó chạy qua bên hông nè để rửa nè. Nó chà cho mình. Và nó xịt luôn cả gầm xe bên dưới cho mình. Có đồ để chà cho cái bánh mình nó bóng lên nữa các bạn. Thì rửa này xe xong là trong xe mình có mùi thơm luôn. Để nó đánh cho sạch. Tí nữa thì mình sẽ ra hút bụi các bạn. Tại vì mình được hút bụi miễn phí cho nên mình hút cho nó sạch xe luôn. Dọn dẹp xe cho nó sạch. Các bạn biết không, những người mà ở những chỗ mà mùa đông như mình á, có mùa đông á, thì thường xe nó mau dơ lắm các bạn. Nhất là những cái xe màu đen thì nó hay dơ lắm. Và đồ đạc thì mùa đông mình cũng làm biếng dọn trong xe lắm. Tại vì nó nóng, nó lạnh quá mình cũng làm biếng dọn. Trời nóng nóng còn xiên chứ trời lạnh quá mình cũng làm biếng dọn lắm. Tại bên ngoài lạnh lắm các bạn. Nhiệt độ có lúc âm xuống khoảng 20 độ C luôn á. Đó, đây là nó rửa nước lại các bạn. Đó, sạch rồi. Bây giờ mình sẽ chạy tới đằng kia, nó ghi là heat, enjoy the heat, tức là nó sẽ làm cho ấm lên và nó sấy chiếc xe của mình cho nó sạch nước trên xe các bạn. Trời hơi chá. Đây các bạn thấy nước nó chảy không? À, thì cái vàng sấy của nó sẽ sấy cho
sạch những cái nước trên xe mình. Bên đây và vừa hút bụi và vừa lau chùi xe của mình, sẽ đậu qua đây. Ok, bây giờ mình sẽ xuống để lấy khăn để chùi xe của mình. Bên kia thì họ cũng đang hút bụi à. Đấy, họ bỏ khăn để cho chúng ta để chúng ta chùi. Đó, mình sẽ lấy để chùi xe của mình. Thì nước không hả? Rửa xong vẫn còn nước đó, đúng không ạ? Nhìn cái chùi cho sạch. Đây là cái hệ thống mà hút bụi của họ đấy các bạn. Đó, thấy không? Mình được hút bụi miễn phí. Nếu mà mình rửa xe trong đây. Rửa thì nó đã sạch rồi, nhưng mà mình lau lại cho nó sạch hơn các bạn. Cho nó hết nước trên xe mình. Ở Việt Nam thì đa phần họ rửa bằng tay. Bên đây mình rửa máy thôi. Chúng ta không có thời gian để rửa tay đâu các bạn. Không có thời gian. How are you? Alright. Ok, bây giờ mình sẽ lau xong rồi mình sẽ bụi đây. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã rửa xe xong rồi, đã lau chùi dọn dẹp xong hết rồi. Ok, thì video ngày hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi. Mong là các bạn sẽ thích video của mình nha. Thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Ok, bye bye.